Dạ, cháu chào cô ạ. Cô chào cháu. Cô ơi, hiện giờ thì cô đang ở địa chỉ nào ạ? Cô ở tại số nhà 83 ngõ 129 Trương Định. Cô ơi, cô sử dụng cái tản mặt trời này thì được lâu chưa cô? Cô dùng được 4 năm, 4 tháng nay rồi. Cô sử dụng thì cô thấy thế nào ạ? Từ hồi mà cô ung thư vú, cô cũng không đến hàng gần năm, cô không ăn không ngủ được. Thế nhưng cô con cô nó bảo mách là uống cái tảo này thì là nó mua về cho cô uống thì là cô uống thấy được cái ngày thì là cô ăn được cô ngủ được, thế thì cô cảm thấy người nó khỏe ra rồi là táo bón cũng hết không bị nữa, uống nó cũng đào thải hết ra. Thế còn thì răng lung lay cũng bị hôm nọ cũng định đi rửa đi rổ nhưng răng mà uống nó chặt răng lại, cô không phải đi rổ nữa, nó chữa được nhiều thứ bệnh lắm. Bây giờ thì ăn uống nhiều chất độc, uống được cái này thì nó thải được cái chất độc ra cho mình giảm bớt cái bệnh thận đi. Thế nên là từ hồi mà cô uống cái tảo này bây giờ thì cô cảm thấy nó khỏe mạnh hẳn, tại vì cái bệnh ung thư vú này là cô truyền hóa chất với tia xạ nhiều, nhưng mà uống được cái này nên là cô ăn được, cô ngủ được, bây giờ ăn được ngủ được ngon lành, không khỏe mạnh ra, không có vấn đề gì cả. Thế nên là cái tảo này nó chữa được nhiều thứ bệnh, nên là mà có điều kiện thì uống thường xuyên thì là tốt, tại vì cái tảo này nó tác dụng nó chữa nhiều bệnh. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ. Chúc cô luôn khỏe mạnh để luôn vui vẻ cùng với con cháu ạ. Cảm ơn cháu. Dạ vâng, chào cô ạ.